tôi chia sẻ với anh Bình, anh nói là đúng là muốn làm gì làm thì phải có người lãnh đạo để chỉ ra là làm như thế nào, làm gì. Tôi nghĩ là nhìn chung á, thì Singapore là một điển hình. Thế nhưng mà không phải để sao chép, điển hình nhưng không phải để sao chép. Tôi nghĩ là nó chỉ có hiệu quả đối với chúng ta cũng như đối với nước khác thôi. Nếu như mà áp dụng được những kinh nghiệm của Singapore phù hợp với tình hình cụ thể của đất nước thì mới thành công. Chứ còn bây giờ mình hy vọng mình sao chép tất cả, tất nhiên học có nhiều cái hay nhưng sao chép tất cả thì chắc nó thành công ở ở Việt Nam, mà nó phải tùy thuộc vào cái hoàn cảnh cụ thể của chúng ta như thế nào. Thì nó liên quan đến trụ như là với chuyện câu chuyện giáo dục, cải cách giáo dục chẳng hạn, thì cái chúng ta cũng làm rất nhiều năm. Thế nhưng mà không ai hài lòng về cái đó cả, không ai hài lòng về về những cái cải cách của trước đây, bởi vì thấy làm nhưng mà vẫn không có cái gì nó tạo những cái đột phá mới, không thấy. Thế thì bây giờ chúng ta đang làm cái mới, tức là đang có cải cách công việc mới, thì tôi nghĩ là làm từ chúng ta làm từ cái chỗ là cách tiếp cận mới đối với việc giảng dạy như thế nào, dạy theo kiểu mới và học theo kiểu mới như thế nào. Thì đây là câu chuyện còn đang đang tiếp tục, nhưng mà tôi tin rằng thì là với cách tiếp cận mới này, bây giờ hay cái áp dụng theo cách, tức là anh dạy ngày xưa tức là thầy đọc trò chép, nhưng bây giờ rõ ràng là dạy theo cách, tức là dạy cho học sinh biết tư duy và biết phản biện. Thì tôi nghĩ cũng là cái cách tiếp cận mới, mà cũng có lẽ là theo tôi nghĩ là nó phù hợp với cái xu thế phát triển hiện nay. Nếu thực sự anh muốn nâng tầm giáo dục của anh lên, anh muốn cho học sinh sinh viên của anh sau này trở thành những công dân toàn cầu á, thì chắc chắn là phải có cách tiếp cận mới như vậy. Thì đấy, tôi cũng chia sẻ là như vậy. Thế còn cái câu vấn đề của anh Tuấn đặt ra, cái vấn đề về một nhà nước phát triển và một nhà nước là 4.0 đúng không anh Tuấn nhỉ? Thì anh nghĩ Đúng. nhà có thông tin gì về giai đoạn đó không ạ? Anh hay anh Minh ạ? Anh có nghĩ thông tin Dạ gì không về ạ. cái giai À. đoạn về cái Tức chiến lược là của anh Bình cho tôi biết, tôi nói rõ lại tí ạ. Tức là trong khi thế giới đang nói rất nhiều về cái câu chuyện đấy về kinh tế tri thức và cái thời điểm cách đây một thập niên ấy, nhưng mà Singapore lại tuyên bố là chúng tôi có một triết lý phát triển khác, đó là sáng tạo và giá trị mới, và Singapore sẽ đi theo cái con đường đó, và nó cái triết lý đó nó có tạo ra được một cái động lực gì mới cho cái phát triển của Singapore trong cái thập niên vừa rồi. Dạ, em mời hai hai đại sứ ạ. Có thể anh Minh có thêm thông tin hiện đại cho cái việc này ạ. Tôi thì không nghe thấy Singapore họ tuyên bố về cái anh Tuấn vừa mới nói là khoảng 10 năm trước ông họ con nêu việc đó, thì lúc đó thì tôi chưa ở đó, thì cũng không không có theo dõi chuyện này. Nhưng mà tôi nhìn thấy cái sự phát triển của Singapore thì tôi thấy họ vẫn là dựa trên cái nền như mình gọi là bây giờ là 4.0 thôi, chứ cũng không có phải là cái gì họ làm ra cái điều gì đặc biệt đâu. Tôi thấy họ thúc đẩy những cái nền công nghiệp phụ thuộc cơ sở máy tính rồi trí tuệ nhân tạo, họ làm rất là nhiều. Thì họ thì họ cũng phát triển các cái vấn đề liên quan đến dựa trên máy tính, trí tuệ nhân tạo, các cái công nghiệp gọi là 4.0 vân vân. Chứ còn không 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 thấy họ có cái điều gì quá là khác biệt so với các cái thế giới bên ngoài. Cái thời thời của tôi đó mình ạ, Dạ. cái thời của Vâng ạ. tôi đó thì knowledge based economy là rất phổ biến ở Singapore. họ Vâng. Đúng rồi đấy họ ạ. họ chấp nhận từ hồi đó là từ hồi tôi Rồi. bắt đầu ấy, là knowledge based economy, kinh tế tri thức ấy, là khá là phổ biến Ồ. và được chấp nhận rộng rãi Singapore. Dạ. Còn sau này thì tôi cũng không nghe cái chuyện là không không phải như thế, mà là một cái thì sáng tạo mới thì có lẽ là đó cũng phải là cái gì đó, có thể là trong cái trao trao đổi khoa học. Thế nhưng mà có lẽ tôi cũng không nghe nhiều lắm về cái đó thành một cái kiểu như một chính sách hoặc một Dạ. chiến lược Dạ. thì không, không Chắc là nghe. chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về câu hỏi của anh Phạm Ngọc Tuấn ạ.